Trong đó có những gì La
tướng có Phật mà ai cũng biết đến như các thầy xá lợi Phật một kiền liên. Ca diếp ca chiên viên câu hy la ly bà đa châu lợi bàn đà già nán đà nán đà la hầu la kiều phạm ba đề tân đầu lô quả la đỏ ca lô đà di kiếp tân bà câu la và a nậu lô đà lại cũng có mặt các vị Bồ Tát đại nhân như văn thù a dật đa càng đà đề thường tinh tấn và rất nhiều các vị Bồ Tát lớn như thế cùng với chư thiên như Thích Đệ Hoàng Nhớ nhiều đến vô lượng điều cùng có mặt lúc bấy giờ Phật gọi xá lợi quốc và bảo từ đây đi qua phương Tây cách phản người vạn ức cõi Phật cõi một thế giới gọi là cực lạc trong cõi ấy có một vị Phật tên là Di Đà hiện đang thuyết pháp này xá lợi quốc đất nước ấy vì sao tên là cực lạc bởi vì dân chúng trong nước ấy không biết khổ là gì chỉ hưởng thụ mọi thứ an lạc cho nên cõi ấy được gọi là cực lạc này nữa xa lợi bất ở nước cực là có đại lớp lan can bài lớp lưới và văn bài lớp hàng cây tất cả đều được làm bằng bốn thứ châu bào bao quanh dép vọng gì vậy cõi ấy được gọi là cực lạc này nữa xa lợi quốc ở nước cực là có rất nhiều hồ thất bào chưa đầy tư nước có tấm công đức dưới đây hồ toàn là các vàng bốn bên hồ có những lối đi làm bằng vàng bạc lũ ly và pha lê phía trên các con đường ấy lại có vô số lâu đài cũng được xây dựng và trên chi bằng các chất liệu vàng bạc lũ ly pha lê xa cờ xích châu và mã nào xen trong các hồ lớn như những chiếc bánh xe sen xanh chiếu hào quang xanh sen vàng chiếu hào quang vàng sen đỏ chiếu hào quang đỏ sen trắng chiếu hào quang trắng hương sen tỏa ra vi diệu và tinh khiết xá lợi phước nửa cực lạc được tô điểm bằng những cái đẹp như thế này nửa xa lại Phật ở Đức Phật ấy người ta thường được nghe nhạc từ không vọng xuống đất được làm bằng vàng rồng mỗi ngày sao lòng có mưa qua mạng đà la rơi xuống dân chúng được ấy có thói quen bụi sang lấy làng ngưng đầy cá bông qua màu nhiệm mấy để đem đi cúng dường các vị Phật đang cư trú ở vô số các
các cõi Phật khác, đến giờ cơm trưa mỗi người đều về kịp nước mình để ăn cơm rồi đi kinh hành. Sơ lời quốc nước Cực Lạc đẹp tuyệt vời như thế đây này nữa, sơ lời quốc ở nước Cực Lạc kia thường có nhiều loại chim đủ màu rất kỳ diệu, như hạt như trắng cộng bước anh vũ, sơ lời ca lăng tầm già và cộng mạng những con chim mây sao buổi mỗi ngày thường hót lên những âm thanh hòa nhạc. Trong giọng hót của chúng người ta nghe được tiếng biển dương ca pháp môn ngũ căn ngũ lực đất bồ đề phần bát thánh đạo phần. Dân chúng trong nước nghe được những pháp âm như thế điều nhiếp tâm trở về thực tập niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Sơ lợi quốc thầy đừng tưởng rằng các loài chim mới được sanh ra trên căn ba nghiệp báo, tại sao tại vì ở nước Phật kia không có ba nẻo đường. Đen tối là địa ngục ngạ quỷ và xuất sanh, xa lợi phất ở nước ngay danh từ ác đạo mà còn không có hung hồn. Là sự thật về ác đạo những con chim kia đã được Phật A-di-đà biến qua ra với một đích là làm cho pháp âm được tuyên lưu rộng rãi trong xứ của ngài. Xa lợi phất ở nước Phật ngay mọi khi có gió nhẹ sao động các hàng cây và các màn lưới châu báu, thì người ta được nghe những âm thanh vi diệu giống như là có trăm ngàn nhà khi cùng mẹ được tấu lên một lần. Người dân nước ấy mỗi khi nghe các âm thanh kia thì đều nhiếp tâm niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Xa lời Phật thầy nghĩ sao Đức Phật kia tại sao có tên là A Di Đà? Xa lợi quốc tại vì Đức Phật ấy là ánh sáng vô lượng có thể chiếu soi được tất cả cơ cõi nước trong mười phương, mà ánh sáng ấy không hề bị ngăn cách. Vì vậy nên ngài được gọi là A Di Đà. Hơn nữa xa lợi quốc thọ mạng của Đức Phật ngay cùng như của dân chúng trong nước ngài là thọ mạng vô lượng kéo dài nên vô lượng vô biên kiếp tăng kỳ. Vì vậy cho nên danh hiệu của ngài là A Di Đà xa lợi phước. Từ khi Phật A Di Đà thành đạo đến nay, tính ra là đã mười kiếp này nữa xa lợi phước. Số đệ tử thanh văn đã đắc quả la hán của Đức Phật ấy nhiều vô lượng không thể đếm được bằng toán học. Số đệ tử Bồ Tát của ngài cũng đông đảo như thế này. Xa lợi quốc nước Phật kia đã được xây dựng bằng những công đức đẹp đẽ như thế này nữa. Xa lợi quốc
tất cả những ai sanh về nước Cực Lạc đều có hư kết. Bất thôi chuyện trong soi, có nhiều vị đã là Bồ Tát nhất sanh, bổ sư số lượng của các vị này đông đảo vô cùng. Không thể dùng toán học mà kiểm đếm được, ta chỉ có thể dùng danh từ vô số A Tăng Kỳ mới diễn tả mà thôi ra lời Phật. Chúng sanh mọi nơi khi nghe nói tới nước Cực là điều nên phát tâm sanh về nước ấy. Tại sao? Tại vì sanh về nước ấy thì sẽ được sống chung và gần gũi với rất nhiều các bậc thiên nhân cao đức xa lợi Phật, nhận kẻ thiếu phước đức và căn lành thì ít thì vọng được sanh về cõi ấy. Vì vậy xa lợi Phật, người con trai lành hay người con gái lành này nào muốn sanh về cõi ấy thì khi nghe đến danh hiệu Phật A Di Đà phải nắm lấy danh hiệu ấy mà hết lòng thực tập quán niệm theo phương pháp nhất tâm bất loạn. Hoặc trong vòng một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hay bảy ngày, người ấy đến khi lâm chung sẽ được thấy Phật A-di-đà. Và các vị thanh chúng ức ấy hiện ra trước mặt trong giờ phút ấy, tâm trí người kia sẽ được an trú trong đình, không hề điên đảo và tan loạn. Cho đó người ấy được vãng sanh ngay về nước Cực Lạc xá lợi Phật. Vì thấy được cái lợi ích lớn lao này, cho nên tôi muốn nói với quý vị rằng những ai đang nghe tôi nói đây, hãy nên phát nguyện sanh về nước ấy xa lợi Phật. Nếu trong giờ phút hiện tại tôi đang ca ngợi những lợi ích và công đức không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà, thì tại phương đông có các vị Phật xuất bệ Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm và các vị Phật khác đông như số các sông Hoàng, vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình. Biểu lộ tương lưới rộng dài của các vị bao trầm cả thế giới tam thiên đại thiên, và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ điều đem mất lòng xưng tán vào niệm xa lợi Phật. Tại phương Nam có các vị Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Chân Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn và các vị Phật khác đông như số cá sông Hằng, vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình.
biểu độ tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ điều đem hết lòng xứng đáng vào hộ niệm xa lợi Phật tại phương Tây có các vị Phật vô lượng thọ. Phật vô lượng tướng, Phật vô lượng tràng, Phật đại quang, Phật đại minh, Phật bảo tướng, Phật tịnh quang và các vị Phật khác. Đồng như số các sông hàng quỷ nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu độ tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và tôn lên lời tuyên bố thành thật của mình. Lạy toàn thể chúng sanh các cõi quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ điều đem hết lòng xứng tán vào niệm xa lợi Phật tại phương Bắc có các vị Phật Diệm Kiên, Phật Tối Tăng Âm, Phật Nan Trời, Phật Nhật Sanh, Phật Vọng Minh và các vị Phật khác đông như số cá sông hàng vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình. Biểu lộ thương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xứng tán vào hộ niệm xa lời quốc tại phương hạ có các vị Phật sư tử, Phật danh dân, Phật danh quang, Phật đạt ma, Phật pháp tràng, Phật trì pháp và các vị Phật khác đông như số các sông hàng quỷ nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình. Biểu lộ tương lưỡi đồng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ điều đem hết lòng xứng tán vào hộ niệm xa lợi quốc tại phương thượng có các vị Phật Phạm Âm, Phật Tu Dương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diện Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Quang Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Dương Lần, Phật Bảo Vơ Đức, Phật Kiên Nhất Thiết Nghĩa, Phật Tu Di Sơn và các vị Phật khác đông như số các sông hàng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ thương lưỡi đồng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị ai nên tin vào kinh này,
mà tất cả các vật trong vũ trụ đều đem hết lòng xin tán vào niềm. Sa lợi Phất, thầy nghĩ sao, tại sao gọi kinh này là kinh mà tất cả các vật đều đem hết lòng xưng tán vào hộ niệm? Sợ gì như thế là gì? Những người con trai hoặc con gái nhà lãnh nào nghe được kinh này và nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, hết lòng hành trì gia thức tập theo pháp niệm Phật, thì những vị ấy sẽ được tất cả các vị Phật hộ niệm, và tất cả sẽ đạt tới quả vị giác ngộ cao tột, không còn bị thối chuyển gì. Vậy cho nên quý vị hãy nên tin vào lời tôi đang nói, và cũng là lời chư Phật đang nói. Sa lợi Phất, trong khi tôi đang ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, thì chư Phật cũng đang xưng tán công đức không thể nghĩ bàn của tôi, và nói Phật Thích Ca Mâu Ni thật là hiếm có ai trong cõi ta bà đầy dày năm biểu tố. Ô nhiễm là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt, mà Ngài có thể chứng đắc được qua vị giác ngộ vô thường, và còn tuyên thuyết được cho chúng sanh những quá môn mà bất kỳ ở đâu mới nghe qua, người ta cũng rất có mà phát sanh niềm tin. Xa lời Phật, thầy nên hiểu cho rằng cư trú trong thế giới đầy năm loại ô nhiễm này mà đạt tới quả vị giác ngộ vô thường, và còn diễn giải được cho mọi giới những pháp môn rất khó tin như pháp môn này. Đó là một việc làm quá là cực kỳ khó khăn. Nghe Phật nói kinh này, thầy Xá Lợi Phất, tất cả các vị khất sĩ và mọi giới thiên nhân A Tu La vân vân, ai cũng quát lòng tin tưởng tiếp nhận làm lễ Phật và đối về chủ xứ của mình. Kinh Tinh Điêu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bồ Tát Quán Tự Tại khi quan chiếu thăm sâu Bát Nhã Ba La Mật, bỗng soi thấy năm quận đều không có tự tánh thật chứng điều ấy, trong Ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Nghe đây Xá Lợi, tự sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính thực là không, không chính thực là sắc. Còn lại bốn quận kia cũng đều như vậy, cả Xá Lợi Tử nghe đây thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, không nhớ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt, cho nên trong tánh không, không có sắc tỏ tượng, cũng không có hành thức, không có nhãn nhị tỳ, thiệt thân ý sáu căn không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, không có mười tám giới từ nhãn đến ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không lão tử cũng không hết lão tử, không khổ tập diệt đạo.
không chỉ cùng không đắc vì không có sợ đắc nên một vị Bồ Tát nương diệu pháp trí độ tâm không còn chướng ngại vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi xa lìa mọi mộng tưởng xa lìa mọi điên đảo đạt niết bàn tuyệt đối chư Phật trong ba đời ý diệu pháp chi đồ nên đắc vô thượng giác vậy nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần là linh chú đại minh là linh chú vô thượng là linh chú tuyệt đỉnh là chân lý bất vọng có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn cho nên tôi muốn nói câu thần chú trí độ Bát Nhã Ba La Mật nói xong Đức Bồ Tát liền đọc thần chú rằng yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa điệt già tha a di đi đô bà tỳ a di đi đa tất đam bà tỳ A di đà đa tỳ ca lan đế A di đà đa tỳ ca lan đa và di ni và na chi đa ca lệ ta bà nam mô A di đà bà già đa ta già đa già đa điện già tha di đà đô bà tỳ A di đà đa tất đam bà tỳ A di đà đa tỳ ca lan đê A di đà đa tỳ ca lan đa và di ni và na chi đa ca lệ ta bà nam mô A di đà bà già đa đa già đa già đa điệt già tha di đà đô bà tỳ A di đà đa tất đam bà tỳ A di đà đa tỳ ca lan đê A di đà đa tỳ ca lan đa và di đà và già na di đa ca lệ ta bà sông ấy dài muôn dầm biển mê sông vàng tầm cõi luân hồi muôn thoát ơi niệm Phật cho nhất tâm nam mô
dành chúng mà sanh
quyền cho tất cả hàm linh tại điều tối ngộ bấm kinh diệu quyền. Quyền tiêu ba chướng não quyền được nguồn trí tuệ phá xiền vô minh. Quyền trừ tội chướng điều lưng nơi hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm. Nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm ơi qua xem chính phẩm là hàng mẹ cha qua nợ thấy Phật hiện ra vô sanh chính ngộ bạn ta thánh hiền. Nguyện đem công đức hiện tiền ai hướng về khắp cả các miền gần xa, con và cha mẹ ông bà chúng sanh giác ngộ chan hòa pháp thân. Từ quy Thích Ca Mâu Ni Phật.
Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Di Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thâm Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Hương sông ai đằng bao ai giới ai đình quê à dài thoát chi à kiến à quy à khôn gạo à gạt khắp Nam Mô
Phật ơi Phật. Bồ Tát ơi Nam Mô Mô Kỳ Viên Hồi Thượng Phật. Bồ Tát Phật ơi Kinh A Di Đà, đây là những điều tôi đã được nghe Phật nói vào một thời người còn cư trú ở tu viện. Cấp cô độc trong vườn cây của Thái Tử Kỳ Đà, hồi đó cùng ở bên Phật có 1250 vị khất sĩ. Trong đó có những vị A-la-hán đệ tử lớn của Phật mà ai cũng biết đến như các thầy Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên, Diên Câu, Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà và Nán Đà. La Hầu, La Kiều, Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô, Phà La Đỏ, Ca Lô Đà, Di Kiếp Tân, Na Bà Câu La và A Nậu Lâu Đà. Lại cũng có mặt các vị Bồ Tát Đại Nhân như Văn Thù, A Dật Đa, Càn Đà, Ha Đề, Thường Tinh Tấn và rất nhiều các vị Bồ Tát lớn như thế. Cùng với chư thiên như Thích Đệ Hoàng Nhớ, nhiều đến vô lượng đều cùng có mặt lúc bấy giờ. Phật gọi Xá Lợi Quốc và bảo: Từ đây đi qua phương Tây cách phản người vạn ức cõi Phật, cõi một thế giới gọi là Cực Lạc. Trong cõi ấy có một vị Phật tên là A-di-đà, hiện đang thuyết pháp này. Xá Lợi Quốc, đất nước ấy vì sao tên là Cực Lạc? Bởi vì dân chúng trong nước ấy không biết khổ là gì, chỉ hưởng thụ mọi thứ an lạc, cho nên cõi ấy được gọi là Cực Lạc. Này nữa Xá Lợi Phất, ở nước Cực là có đại lớp lan can, bài lớp lưới và văn bài lớp hàng cây, tất cả đều được làm bằng bốn thứ châu bào. Bao quanh dép vọng gì vậy, cõi ấy được gọi là Cực Lạc. Này nữa Xá Lợi Quốc, ở nước Cực là có rất nhiều hồ thất bào, chưa đầy tư nước có tấm công đức, dưới đáy hồ toàn là cát vàng, bốn bên hồ có những lối đi làm bằng vàng bạc. Lũ ly và pha lê phía trên các con đường ấy lại có vô số lâu đài cũng được xây dựng, và trang trí bằng các chất liệu vàng bạc, lũ ly pha lê xa cờ xích châu và mã nào. Xen trong các hồ lớn như những chiếc bánh xe, sen xanh chiếu hào quang, xanh sen vàng chiếu hào quang vàng. Sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen trắng chiếu hào quang trắng, hương sen tỏa ra vi diệu và tinh khiết Xá Lợi Phất.
nước. Nước cực lạc được tô điểm bằng những cái đẹp như thế này, nửa xa lại Phật ở nước Phật ấy, người ta thường được nghe nhạc. Từ không vọng xuống đất được làm bằng vàng rồng, mỗi ngày sao lòng có mưa qua mạng Đà La rơi xuống. Dân chúng được ấy có thói quen bụi sang lấy làng ứng đầy cá bông qua màu nhiệm mấy để đem đi cúng dường. Các vị Phật đang cư trú ở vô số các cõi Phật khác, đến giờ cơm trưa mỗi người đều về kịp nước mình để ăn cơm rồi đi kinh hành. Xa lời Phật nước cực lạc đẹp tuyệt vời như thế đây này, nữa xa lời Phật ở nước cực lạc kia thường có nhiều loại chim đủ màu rất kỳ diệu, như hạt trắng cộng bước anh vũ, xá lợi ca lăng tầng già và cộng mạng những con chim mây sao bụi, mỗi ngày thường hót lên những âm thanh hòa nhạc. Trong giọng hót của chúng người ta nghe được tiếng diện xương ca pháp môn ngũ căn ngũ lực đất bồ đề phần bát thánh đạo phần. Dân chúng trong nước nghe được những pháp âm như thế điều nhiếp tâm trở về thực tập niệm Phật niệm pháp và niệm tăng. Xa lời Phật thầy đừng tưởng rằng các loài chim ấy được sanh ra trên căn ba nghiệp báo, tại sao tại vì ở nước Phật kia không có ba nẻo đường. Đen tối là địa ngục ngạ quỷ và xuất sanh, xa lợi Phật ở nước ngay danh từ ác đạo mà còn không có hung hồn. Là sự thật về ác đạo, những con chim kia đã được Phật A-di-đà biến qua ra với mục đích là làm cho pháp âm được truyền lưu rộng rãi trong xứ của ngài. Xá lợi Phật ở nước Phật ấy, mỗi khi có gió nhẹ sao động các hàng cây và các màn lưới châu báu, thì người ta được nghe những âm thanh vi diệu giống như là có trăm ngàn nhã khí cùng mà được tấu lên một lần. Người dân nước ấy mỗi khi nghe các âm thanh kia thì đều nhiếp tâm niệm Phật niệm pháp và niệm tăng. Xa lời Phật thầy nghĩ sao đức Phật kia tại sao có tên là A-di-đà? Xa lợi Phật tại vì đức Phật ấy là ánh sáng vô lượng có thể chiếu soi được tất cả các cõi nước trong mười phương, mà ánh sáng ấy không hề bị ngăn cách. Vì vậy nên ngài được gọi là A-di-đà. Hơn nữa xa lợi Phật thọ mạng của đức Phật ấy cùng như của dân chúng trong nước ngài là thọ mạng vô lượng kéo dài đến vô lượng vô biên kiếp mà tăng kỳ. Vì vậy cho nên danh hiệu của ngài là A-di-đà. Xa lợi Phật
Từ khi Phật A Di Đà thành đạo đến nơi tính ra là đã mười kiếp này nửa xa lại Phật. Số đệ tử thanh văn đã đắc quả la hán của Đức Phật ấy nhiều vô lượng không thể đếm được bằng toán học. Số đệ tử Bồ Tát của Ngài cũng đông đảo như thế này, xa lại quốc nước Phật kia đã được xây dựng bằng những công đức đẹp đẽ như thế này, nữa xa lại quốc tất cả những ai sanh về nước Cực Lạc đều có hư kết. Bất thôi chuyện trong số ấy có nhiều vị đã là Bồ Tát nhất sanh, bổ xứ số lượng của các vị này đông đảo vô cùng. Không thể dùng toán học mà kiểm đếm được, ta chỉ có thể dùng danh từ vô số tăng kỳ mới diễn tả mà thôi xa lời Phật. Chúng sanh mọi nơi khi nghe nói tới nước Cực là điều nên phát tâm sanh về nước ấy. Tại sao? Tại vì sanh về nước ấy thì sẽ được sống chung và gần gũi với rất nhiều các bậc thiên nhân cao đức xa lợi quốc, nhận kẻ thiếu phước đức và căn lành thì ít thì vọng được sanh về cõi ấy. Vì vậy xa lợi quốc, người con trai lành hay người con gái lành này nào muốn sanh về cõi ấy thì khi nghe đến danh hiệu Phật Di Đà phải nắm lấy danh hiệu ấy mà hết lòng thực tập quán niệm theo phương pháp nhất tâm bất loạn. Hoặc trong vòng một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hay bảy ngày, người ấy đến khi lâm chung sẽ được thấy Phật A-di-đà. Và các vị thanh chúng mức ấy hiện ra trước mặt trong giờ phút ấy, tâm trí người kia sẽ được an trú trong đình, không hề điên đảo và tán loạn, cho đó người ấy được vãng sanh ngay về nước Cực là xa lợi Phật. Vì thấy được cái lợi ích lớn lao này, cho nên tôi muốn nói với quý vị rằng những ai đang nghe tôi nói đây hãy nên phát nguyện sanh về nước ấy xa lợi quốc. Nếu trong giờ phút hiện tại tôi đang ca ngợi những lợi ích và công đức không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà, thì tại phương đông có các vị Phật xuất bệ Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm và các vị Phật khác đông như số các sông Hoàng, vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình. Điều lộ tương lưới rộng dài của các vị bao trầm cả thế giới tam thiên đại thiên, và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình.
Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị, hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ điều đem mất lòng xưng tán vào niệm xa lợi quốc tại phương Nam có các vị Phật Nhật Nguyệt Đăng Phật Danh Chân Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Cô Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn và các vị Phật khác đông như sổ cá sông hàng vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình. Biểu độ tương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị, hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ điều đem hết lòng xưng tán vào niệm xa lợi quốc tại phương Tây có các vị Phật vô lượng thọ. Phật vô lượng tướng, Phật vô lượng tràng, Phật đại quang, Phật đại minh, Phật bảo tướng, Phật tịnh quang và các vị Phật khác. Đồng như số các sông hành quỷ nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và tôn lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị, hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ điều đem hết lòng xưng tán vào niệm xa lợi quốc tại phương Bắc có các vị Phật Diệm Kiên, Phật Tối Đăng Âm, Phật Nan Trời, Phật Nhật Sanh, Phật Vọng Minh và các vị Phật khác đông như số cá sông hàng vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình. Biểu lộ thương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và tôn lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị, hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán vào hộ niệm xa lời quốc tại phương hạ có các vị Phật Sư Tử, Phật Danh Dân, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp và các vị Phật khác đông như số các sông hàng vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình. Biểu lộ tương lưỡi đồng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam biên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị, hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ điều đem hết lòng xưng tán vào niệm xa lợi quốc tại phương thượng có các vị Phật Pháp Âm
Phật Tú Dương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diện Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Quang Yên Thân, Phật Ta La Thọ Dương Đình, Phật Bảo Vơ Đức, Phật Kiên Nhất Thiết Nghĩa, Phật Tu Di Sơn và các vị Phật khác đồng như sổ kế sông Hằng. Vì nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình này, đều lộ thương lưỡi đồng dài của các vị bao trầm cả thế giới. Tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình này, toàn thể chúng sanh các cõi quý vị ai nương tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xin tán và hộ niệm. Xa lời Phật Thầy, nghĩ sao tại sao gọi kinh này là kinh mà tất cả các Phật đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm? Sợ gì như thế? Là vì những người con trai hoặc con gái nhà lãnh nào nghe được kinh này và nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, hết lòng hành trì và thực tập theo pháp niệm Phật, thì những vị ấy sẽ được tất cả các vị Phật hộ niệm, và tất cả sẽ đạt tới qua vị giác ngộ cao tột, không còn bị thối chuyện gì. Vậy cho nên quý vị hãy nên tin vào lời tôi đang nói, và cũng là lời chư Phật đang nói. Xa lời quốc trong khi tôi đang ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, thì chư Phật cũng đang xưng tán. Công đức không thể nghĩ bàn của tôi, và nói Phật Thích Ca Mâu Ni thật là hiếm có ai trong cõi ta bà đầy dày năm biểu tố. Ô nhiễm là kiếp trượt, kiến trượt, quyền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt, mà Ngài có thể chứng đắc được qua vị giác ngộ vô thường, và còn tuyên thuyết được cho chúng sanh những khóa môn mà bất kỳ ở đâu mới nghe qua, người ta cũng rất có mà phát sanh niềm tin. Xa lời Phật Thầy, nên hiểu cho rằng cư trú trong thế giới đầy năm loại ô nhiễm này mà đạt tới quả vị giác ngộ vô thường, và còn diễn giải được cho mọi giới những pháp môn rất khó tin như pháp môn này. Đó là một việc làm quá là cực kỳ khó khăn. Nghe Phật nói kinh này, Thầy Xá Lợi Phất tất cả các vị khất sĩ và mọi giới thiên nhân A Tu La vân vân, ai cũng quát lòng tin tưởng tiếp nhận làm lễ Phật và đối về trụ xứ của mình. Kinh tinh yêu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bồ Tát Quán Tự Tại khi quan chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, bỗng soi thấy năm quận đều không có tự tánh thật chứng điều ấy, trong Ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Nghe đây Xá Lợi, tự sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác
vì sắc sắc chính thực là không, không chính thực là sắc. Còn lại bốn quận kia cũng đều như vậy, cả xa lợi tử nghe đây thế mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, không nhớ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt, cho nên trong tánh không, không có sắc thọ tưởng, cũng không có hành thức, không có nhãn nhĩ tỳ. Thiệt thân ý sao căn không có sắc thanh hương vị xúc pháp sao trần, không có mười tám giới từ nhãn đến ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không lão tử cũng không hết lão tử, không có tập diệt đạo, không chỉ cùng công đắc, vì không có sợ đắc nên một vị Bồ Tát nương diệu pháp trí độ tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo, đạt niết bàn tuyệt đối chư Phật trong ba đời ý diệu pháp tri đồ. Nên đắc vô thượng giác, vậy nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn nói câu thần chú trí độ Bát Nhã Ba La Mật, nói xong Đức Bồ Tát liền đọc thần chú rằng: Yết Đế, Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Đa Bà. Đa tha già đa già đa điệt già tha di đề đô bà tỳ a di đề đa tất đam bà tỳ a di đề đa tỳ ca lan đê a di đề đa tỳ ca lan đa già di ni già già na chi đa ca lệ đa bà. A di đà đa tất đam bà tỳ a di đà đa tỳ ca lan đề a di đà đa tỳ ca lan đa già di đà già già na di đa ca lệ ta bà. Sông cõi luân ơi hồi muốn thoát ơi niệm ơi Phật ơi cho nhất tâm minh. Nam mô Đại bi tín dần đại
Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghiệp mà vướng tội trần.
tâm nguyện tùy hỷ công mà quân sáu quyền tịnh chuyển pháp mà luân độ đời bài quyền thánh Phật ơi ở đời tam quyền học Phật cho người tâm mà linh kinh quyền hằng thôn chúng mà sanh quyền hồi hướng phước ơi lần khắp nơi tụng kinh là hạnh tốt lần vô biên phước đức sẵn dành chúng mà sanh quyền cho tất cả hàm linh tại điều tối ngộ phẩm kinh diệu quyền quyền tiêu ba chướng não quyền được nguồn trí tuệ phá xiềng vô minh quyền trừ tội chướng điều linh nơi hạnh lành Bồ Tát thường tâm tâm làm nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm ơi qua sen chính phẩm là hàng mẹ cha qua nợ thấy Phật hiện ra vô sanh chính ngộ bạn ta thánh nguyện đem công đức hiện tiền ai hướng về khắp cả các miền gần xa con và cha mẹ ông bà chúng sanh giác ngộ chan hòa pháp thân từ quy Phật ấy đưa nguyện chúng mà sanh thể dạy đại đạo mà khoác vô thượng tâm từ quy pháp ấy đường nguyện chúng mà dâng tâm nhập kinh tạng trí huệ như hài từ quy tăng tông mà lý đại chúng mới nhất thiết vô ngày nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo.